Danh tính người phụ nữ đi dép tổ ong, cầm sắp tiền hỗ trợ bà con chạy xe máy về quê tránh dịch. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh hình ảnh người phụ nữ đi dép lê tay cầm một sắp tiền mặt hỗ trợ cho người dân đi xe máy về quê, lần lượt mỗi xe 500.000 đồng đã được chia sẻ rần rần trên các hội nhóm và nhận được cơn mưa lời khen của dân mạng. Theo tìm hiểu, địa điểm phát quà cho người dân đi xe máy về quê trên hoạt động là tự phát của nhóm anh Lê Huy Nhân, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Theo chia sẻ của anh Nhân, anh cũng là người con miền Trung xa quê vào Bình Thuận lập nghiệp. Anh Nhân mở công ty vận tải ngay mặt đường quốc lộ 1A, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Do tình hình dịch bệnh, công ty phải ngừng hoạt động. Những ngày này, hình ảnh những đoàn người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch đi qua khiến anh vô cùng đồng cảm. Nghĩ là làm, anh và những người trong gia đình đã tự tổ chức phát nước, sữa, bánh mì, xăng cho bà con hồi hương. Ngày đầu tiên tổ chức, hoạt động đã được nhiều người dân xung quanh hưởng ứng, trong đó có người phụ nữ phát tiền trong clip. Chị tên là Huệ, người quê ở Nam Định, hiện sinh sống và làm nghề buôn bán hải sản ở Bình Thuận. Cũng chung nỗi niềm thương cảm với những người dân tha phương, chị đã chung tay cùng nhóm hỗ trợ thêm tiền mặt cho bà con đi đường. Trong lúc phát quà, người em của anh Nhân đã quay video và đăng tải lên trang TikTok cá nhân. Sau 10 ngày đăng tải, đoạn clip có mặt chị Huệ bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn và lời khen của mọi người. Cũng theo anh Nhân, nhóm đã hoạt động được 3 ngày, mỗi ngày phát từ 300 đến 400 phần quà. Nhóm tổ chức phát từ sáng cho đến chiều tối muộn. Dù vất vả một chút nhưng anh và mọi người vẫn vui vẻ vì san sẻ được phần nào những hoàn cảnh khó khăn. Anh Nhân cũng tiết lộ, bản thân anh vô cùng bất ngờ vì mục đích ban đầu của anh chỉ muốn có gì giúp nấy, hỗ trợ phần nào cho bà con trên đường về nhà. Sau khi đăng tải, lượt like, lượt share tăng ầm ầm, một số người còn gọi điện thoại liên hệ xin gửi quà, tiền mặt để cùng nhóm giúp đỡ người dân. Tuy nhiên, hiện tại nhóm của anh Nhân vẫn mong muốn tự mình giúp đỡ người dân bằng những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.